Gom góp bãi mới xây được căn nhà. Thế nhưng những ngày này, bà Hoàng Thị Hoài, ngụ bản Na Hiên, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, phải sống trong lo sợ và nước mắt. Khắp căn nhà là những vết nứt, dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Có biết làm thế nào không? Bà cứ kiểu chân cả đêm, tôi có biết làm thế nào mà ông dạy ông mà tôi chết, tôi chết rồi. Cả cái cơ người năm sau 70 tuổi rồi, bây giờ gom góp làm được cái nhà như thế này nó vất vả lắm em, mà bây giờ thì tiền đâu để mà làm nhà, nó không có tiền làm nhà nữa đâu. Giữa tháng 2 năm 2022 vừa qua, khi vợ chồng bà Hoài đang ngủ trưa thì nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất. Ngay sau đó, tường nhà bị nứt nẻ nhiều nơi. Tối cùng ngày, nhiều viên gạch dưới nền nhà bị đẩy bung ra khỏi nền. Bên dưới nền nhà có dấu hiệu bị sụp lún đất. Hiện tượng giống như động đất, nhưng chỉ có nhà bà và vài nhà bên cạnh phát hiện ra hiện tượng này. Thì không biết bóp cho nào nằm, ông ơi dậy đi. Thì ông cũng đang ngủ trưa, dậy thì mình xem thử ở trong nhà đây, đang ở trong nhà đây, tí các chú vào xem nào. Thì thấy tiếng nứt nè, nứt hết cả mấy nhà to, cả nhà trong là không ở được nữa, bây giờ là gia đình không ở nữa. Tôi chạy sang bên này, cái đó bên này cũng nứt thì chú đi thấy nữa. Đấy, bên này cũng nứt hết thì bây giờ chú vào cả phòng, mấy phòng bên kia thì chú xem cho nhà tôi cái. Cũng không biết đi gọi cấp nào, mọi hôm là coi như là cũng viết đơn lên xã, đến xã cũng im luôn, cũng không có ý kiến gì. Huyện cũng vào xem không có ý kiến gì cả. Thì đấy, tôi cũng không biết kêu gọi cấp nào để coi như là đây giúp đỡ nhân dân, cầu cứu lên nhân dân, chỉ có khóc thôi. Gần nhà bà Hoài là nhà ông Hoàng Văn Long cũng bị nhiều vết nứt toác trên bức tường và nền nhà. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng, xã đã ghi nhận 114 căn nhà của người dân ở ba bản trong xã bị hiện tượng nứt nẻ tường nhà, lún móng bất thường trong thời gian qua. Những người dân ở đây cho biết trước khi xảy ra nứt nhà, họ nghe một tiếng nổ rất lớn khiến cho căn nhà rung chuyển. Sau đó tường nhà bị nứt, gạch nền nhà bị vỡ, cột nhà sàn bị lún khiến các cấu kiện gỗ bị xô lệch. Dưới nền nhà, các vết nứt kéo dài và ngày càng có dấu hiệu rộng hơn. Đáng chú ý, vào cuối năm 2021, sân nhà của gia đình ông Lương Văn Bình, ngụ bản Na Non, xã Châu Hồng, bất ngờ xuất hiện một hố sâu đường kính khoảng 3m, sâu khoảng 2,5m. Hố tử thần này sau đó mở rộng vào căn nhà của gia đình ông. Người dân đang vô cùng bất an vì bao nhiêu năm nay họ chưa bao giờ gặp phải những chuyện thế này. Cùng với sụp đất, từ hơn 2 năm qua, 279 giếng nước của người dân ở các bản Na Hiên, Na Non, bản Công của xã Châu Hồng cũng bất ngờ bị cạn kiệt nước. Kể cả vào thời điểm mưa lũ, cứ hết mưa là nước giếng lại cạn. Trước tình cảnh này, mỗi gia đình đã phải chung tiền 5-6 triệu đồng mua đường ống để kéo nước từ trên núi ở cách đó gần 2 km để kéo nước về, nhưng vẫn không đủ để sử dụng. Cánh đồng Na Bãi của bản Na Hiên hơn một năm qua xuất hiện nhiều điểm sụp đất bất thường. Các hố bị sụp đường kính từ 2-3m, sâu khoảng 2m khiến cho nước trên ruộng lúa bị tụt xuống. Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng đã phải cho rào các điểm này lại và cắm biển báo để người dân không qua lại vì sợ nguy hiểm. Sau khi đất bị sụp lún, một doanh nghiệp khai thác quặng ở gần bản đã cho lấp các hố này, nhưng sau đó đất vẫn tiếp tục sụp lún. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng cũng cho biết tại các cánh đồng ở bản Na Hiên và bản Công đã có 13 điểm bị sụt lún đất bất thường. Sụt lún đây là hiện tượng đây là được gần 2 năm, nhưng mà ruộng nhà thì mới cuối năm ngoái là mất nứt nẻ thôi. Còn năm nay là có hố sụt lún đây này. Năm nay là hiện tượng đây là mới sụt lún đây này. Đó, sau mà dư là không làm ruộng thì chính quyền nói bỏ ruộng mà dân thì không có lúa gạo ăn. Còn làm thì rất là nguy hiểm. Ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng cho biết, hơn một năm qua, xã đã làm 14 báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu về hiện tượng bất thường này. Năm 2021, Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An đã cử đoàn công tác về kiểm tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Mới đây, ngày 19 tháng 4, Thường trực Huyện ủy Quỳ Hợp đã về xã kiểm tra hiện tượng này, thông báo chưa tìm được nguyên nhân, khiến người dân càng thêm lo lắng. Ông Hóa cũng cho hay, từ năm 2000 đến nay, trên địa bàn xã có 5 doanh nghiệp được cấp phép khai thác quặng. Trong đó hiện nay, đang có một doanh nghiệp khai thác quặng dưới lòng đất, theo hình thức hầm lò. Vị trí mỏ khai thác này nằm ở bản Na Hiên, chỉ cách nhà dân chừng 400m.
Một người dân ngụ ở bản Na Hiên, từng làm công nhân khai thác quặng cho biết, để lấy quặng từ lòng đất, doanh nghiệp phải sử dụng máy bơm công suất rất lớn để hút nước ở độ sâu dưới 170m. Đây có thể là nguyên nhân khiến cho mạch nước ngầm bị tụt, làm giếng nước bị khô cạn và sụt lún đất. Ông Quán Vi Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp cho biết, huyện đã nhiều lần báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh về hiện tượng bất thường này. Hiện huyện đang làm thủ tục để thuê đoàn địa chất đến điều tra tìm nguyên nhân.